Xin kính chào quý vị. Sau đây, mời quý vị theo dõi phần bình luận với tựa đề Đặc biệt quái gở. Bài viết do JB Nguyễn Hữu Vinh biên soạn, Quang Trường trình bày. Kính thưa quý vị, mới đây, kết luận điều tra về vụ án thẩm thục mua bán giữa công ty Mobifone và AVG đã cho thấy sự cấu kết chặt chẽ của hàng ngũ quan chức chính phủ trong việc rút ruột của nhà nước, đục khoét tiền dân khủng khiếp như thế nào. Trong đó, có hai bộ trưởng và nhiều ngành khác nhau thuộc hàng ngũ chính phủ và hùa nhau nâng khống một công ty đang bên bờ phá sản có trị giá chỉ hơn 1.000 tỷ đồng để mua lại với số tiền khổng lồ, đó là 9.000 tỷ đồng bằng tiền nhà nước. Thực chất là rút tiền của nhà nước để chia nhau. Theo kết quả điều tra được công bố, thì Phạm Nhật Vũ, em trai của Phạm Nhật Vượng, một người được đánh giá là giàu nhất Việt Nam hiện nay, đã hối lộ 6,2 triệu Mỹ Kim cho một số quan chức, trong đó có nguyên Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, đã nhận 3 triệu Mỹ Kim. Và đây, có thể nói không qua rằng là một vụ cướp có tổ chức tiền xương máu của người dân. Số tiền hối lộ được công bố đã điều tra ra là gần 150 tỷ đồng. Trong khi đó, thì luật quy định nhận hối lộ, tham nhũng của công ty 1 tỷ đồng là phải nhận mức án tử hình. Và khi người dân đang chú tâm theo dõi bộ máy của nhà nước sẽ hành xử thế nào với những nhân vật, những quan chức có máu mặt suốt ngày lên gân, lớn giọng răn đe và dạy đạo đức, phản đối mạng xã hội và kêu gọi kiên quyết phòng chống diễn biến và tự diễn biến trong tư tưởng và nâng cao đạo đức cách mạng, học tập của Hồ Chí Minh, v.v. Nhưng thực chất là những tên cướp giấu mặt, những tên côn đồ đội lốt tu hành. Người dân hả hê, phen này thì lò của ông Trọng lại có được một ít củi gộc, một số củi mà xưa nay ít khi bị đưa vào tầm ngắm. Thế nhưng, trong cuộc họp báo chính phủ vào chiều ngày 4 tháng 9, Thứ trưởng Công an Nguyễn Duy Ngọc nói rằng, cơ quan cảnh sát điều tra, tức Bộ Công an, kiến nghị áp dụng chính sách hình sự đặc biệt đối với lại những bị can đã hối lộ và nhận hối lộ này. Điều đó có nghĩa là Bộ Công an đã đề nghị đưa các nhân vật này ra ngoài vòng pháp luật hiện hành bằng cách bịa ra một cụm từ, đó là chính sách hình sự đặc biệt. Và cái gọi là chính sách hình sự đặc biệt đã làm cả đất nước ngỡ ngàng bởi nó xưa nay chưa từng xuất hiện trong ngôn ngữ luật pháp ở Việt Nam. Theo từ điển tiếng Việt thì chữ đặc biệt có nghĩa là như sau: khác hẳn những trường hợp thông thường về tính chất, về chức năng hoặc mức độ. Nghĩa là khi đã đặc biệt thì nó vượt ra khỏi khuôn khổ bình thường. Còn nghĩa của từ luật pháp là những quy phạm hành vi do nhà nước ban hành mà mọi người dân buộc phải tuân theo nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội và bảo vệ trật tự xã hội. Như vậy, trong một nhà nước pháp quyền thì hai khái niệm này không thể trộn lẫn với nhau được. Bởi vì nguyên tắc của luật pháp từ xưa tới nay là mọi người đều bình đẳng, vua cũng như dân đen. Không thể có trường hợp một công dân cá nhân nào đó đã vượt ra được khỏi quy định của luật pháp. Thế nhưng ở Việt Nam, thời Cộng sản, thời mà được Nguyễn Phú Trọng tự hào là thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ nhất trong lịch sử của dân tộc, thì cái bình thường đó lại là cái không bình thường, còn cái không bình thường thì đã trở thành bình thường. Điều này rất dễ dàng nhận thấy ở mọi nơi, mọi lúc. Ví dụ, chỉ cần khái niệm về ông chủ và đầy tớ thì rất rõ. Xưa nay, đúng nghĩa đầy tớ là người phục vụ ông chủ và đứng dưới ông chủ một bậc. Thế nhưng, ở Việt Nam, đám cán bộ đảng viên tự xưng là đầy tớ trung thành tận tụy của nhân dân thì có đời sống và cách hành xử với ông chủ nhân theo hướng ngược lại. Dân gian có bài vè về mối quan hệ này từ xưa tới nay như sau: đầy tớ đi xe Lada, cha con ông chủ ra ga đón tàu. Đầy tớ thì ở nhà lầu, cha con ông chủ giấy dầu che mưa. Đầy tớ chè chén say xưa, cha con ông chủ rau dưa qua ngày. Ngày xưa, kể từ khi Cộng sản cướp được chính quyền ở miền Nam, thì mọi quy luật, mọi giá trị đã lộn tuồng phèo xuôi thành ngược. Trong đó, điển hình thật sự đó là sự sáng tạo ngôn ngữ nhằm đánh tráo khái niệm đổi trắng thay đen diễn ra như là một quy luật xã hội. Trở lại với từ đặc biệt, cái gọi là chính sách hình sự đặc biệt được sáng tác ra nhằm để đưa những cán bộ, đảng viên gộc, những chùm tham nhũng, hối lộ mà cái án khủng khiếp theo luật pháp quy định đang lơ lửng ở trên đầu ra khỏi vòng nguy hiểm. Nghĩa là một cách bóp méo luật pháp, sáng tạo ngôn ngữ nhằm cứu đồng bọn. Mà việc bóp méo ngôn ngữ này chúng ta thường thấy trong nhiều hoàn cảnh, điều kiện khi mà nhà cầm quyền bí nước. Chẳng hạn, khi mà các phóng viên bị công an đá cho vẹo sườn, đấm cho vỡ mặt, thì cũng chính Thứ trưởng Công an Nguyễn Duy Ngọc này trả lời báo chí rằng
đó chính là công an giơ tay hơi cao và gạt tay trúng má, cho nên phóng viên phải đi bệnh viện mà thôi. Chẳng hạn, khi nhà cầm quyền Cộng sản tổ chức cho đám côn đồ bao vây tòa Tổng giám mục ở Hà Nội, nhà dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà bị dư luận quốc tế và trong nước lên án mạnh mẽ, thì họ biện bạch rằng đó là quần chúng tự phát mà thôi. Và chẳng hạn, khi người dân phản đối mạnh mẽ về các trạm thu phí mang tên BOT, chặn đường cướp tiền của người dân, thì Bộ Giao thông Vận tải đưa ra một khái niệm mới: thu giá thay vì thu phí. Hoặc là khi người dân phẫn nộ biểu tình chống ngoại xâm, thì nhà cầm quyền lại đưa quân ra đàn áp và giờ hăm hở rước giặc vào nhà, gọi là bảo đảm an ninh trật tự xã hội. Có lẽ đó cũng là những thứ đặc biệt nếu ở trong một hệ thống chính trị bình thường. Thế cho nên, chuyện người Cộng sản sinh ra những điều đặc biệt không có gì lạ. Trong lịch sử của đất nước Việt Nam, kể từ khi Cộng sản cướp được chính quyền, đã không thiếu những điều đặc biệt được thực hiện. Sở dĩ có được Bộ Công an đề nghị cho đám này được hưởng chính sách hình sự đặc biệt, chỉ vì đây là đám tội nhân đặc biệt, các ủy viên trung ương đảng Cộng sản và kẻ có tiền bậc nhất ở Việt Nam. Sở dĩ những tội nhân đặc biệt này bị đưa ra tòa vì nó thuộc tình trạng đặc biệt. Đó là sự đấu đá nội bộ phe nhóm đã đến hồi đặc biệt gây cấn. Và những con tốt thí cần được đưa ra cho thiên hạ cơn phẫn nộ vì tham nhũng đã đến lúc quá căng thẳng. Sở dĩ có thể áp dụng chính sách hình sự đặc biệt cho các nhân vật này, chỉ vì ở Việt Nam tồn tại một cơ chế đặc biệt khác đối với lại các nước còn lại trong thế giới. Và đó là cơ chế độc tài toàn trị của Cộng sản. Sở dĩ cơ chế đó tồn tại được là bởi vì nó được sinh sôi nảy nở từ một tổ chức đặc biệt, chuyên nói xuôi làm ngược, đè đầu cởi cổ nhân dân, nhưng miệng luôn luôn leo lẻo tự nhận là đầy tớ, đó là đảng Cộng sản. Và tổ chức đặc biệt đó đã sinh sản ra một thể chế đặc biệt, rồi thể chế đặc biệt đó sinh sôi ra những chính sách đặc biệt dành cho những đối tượng đặc biệt trong những sự việc đặc biệt. Và cuối cùng, tất cả những điều đó sẽ đưa đất nước trở thành một đất nước đặc biệt. Có điều, cái đặc biệt này đồng nghĩa với sự quái gở không giống ai và là sự khốn nạn. Một phần lớn trách nhiệm trong đó là ở những người dân đặc biệt không dám mở miệng kêu than sau khi được đào tạo và rèn luyện dưới chế độ đặc biệt này. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Đặc biệt quái gở, bài viết do Jay Biên, Nguyễn Hữu Vinh biên soạn, Quang Trường trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần bình luận lần tới. Xin kính chào.